dần bởi tình yêu. Vâng, chào anh em, hôm nay em xin giới thiệu đến anh em một cái đô lo Pascal Milner 55 Tevin S, 55 Tevin X nha anh em. Thì dòng lo này, dòng lo Pascal rất là hay. Bass 14, 2 bass 14 và một chiếc còi. Dòng nó ghép với một cái chiếc âm ly xăng xui 307 âm thanh thì cũng rất là hay. Lo thì nguyên riêng. Có cái cùng lo này thì cái đề can nó anh em thấy là nó rất là mới. Lý do là em thấy đề can cũ nó cũ quá nên em đã dán đề can mới lại. Góc cạnh thì rất là đẹp, đây anh em nhìn thấy. Lo này hai cầu nha anh em. Và lo này có công suất là 120W một thùng. Công suất rất là lớn. Và nó có hai lỗ hơi phía sau này, thì nếu như anh em nào biết cách bố trí cái lo trong cái phòng nghe của mình thì với hai lỗ hơi này thì thu lại tiếng bass rất là mạnh mẽ. Âm thanh thì rất là hay. Mà anh em chúng ta cùng nghe thử. Sau những lần gối mọi tìm cuộc vui tàn từng đêm, những lần hồn ngủ mê dưới mắt dài nhân một đêm, nay đã trôi theo ngày quên từ khi biết sống tròn cho đời lệnh. Quân qua áo xương lạnh đầy. Chào anh em, anh em thấy âm thanh của chiếc đô lo này thì cũng rất là hay. Anh em nhìn đây thấy nó có những cái vết sẹo này, thì đây là cái đen đen này là cái nỉ nhà sản xuất họ lột cái nỉ ở cái mặt này, thì do vận chuyển mà nó chóc cái nỉ này ra. Thì cái này có hai cái, một là chúng ta hãy để như vậy, còn hai chúng ta cạo nó ra luôn thì nó cũng rất là đẹp. Nói chung là đô lo này rất hay, và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0963721519, và anh em hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký video của em để cập nhật nhanh nhất những cái đô lo mới về và những cái chiếc âm ly bài xịn mới về. Vâng, xin chào anh em.